Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống của những công nhân tại các khu công nghiệp vốn bấp bênh, đồng lương ít ỏi và chế độ đãi ngộ thấp, trong khi phải làm việc với tần suất cao. Đây chính là nguyên nhân khiến cho không ít các cuộc đình công của công nhân diễn ra. Và tại tỉnh Nghệ An, trong 2 ngày nay, hàng ngàn công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Magic thành phố Vinh đã đình công đòi quyền lợi lao động. Một suất cơm trưa của công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Magic Vinh. Chỉ một ít cơm, thịt và rau. Nhưng đây là khẩu phần ăn giúp họ làm việc suốt nhiều tiếng đồng hồ. Đây là một trong rất nhiều nguyên nhân khiến hơn 2.500 công nhân trong tổng số hơn 3.400 công nhân đình công suốt 2 ngày qua. Trong vòng 10 tiếng đó, tiếng nào cũng phải như tiếng ấy. Ví dụ tiếng này, bọn em ra được 30 con một người. Thì tiếng sau bắt buộc phải lên thêm 5 con một người chẳng hạn. Là tiếng sau phải 35 con, cứ thế lên. Lên một ngày 10 tiếng như vậy, nhân lên 5. Là lên trong một ngày 50 tiếng, sáng ngày sau lại lên tiếp, nghĩa là không bao giờ được dừng lại hay xuống. Thống một ngày rồi, người ta vẫn còn sức lực để ngày mai tiếp tục làm việc. Tháng này là bọn em không được xét tiền thưởng, chẳng hạn, bởi vì nói là đơn hàng Đà Nẵng trả về là bị lỗi ấy. Mà bọn em thì không phải là đứng nguyên từ A đến Z, bọn em đứng trong một dây chuyền. Theo nhiều phản ánh của công nhân làm việc tại đây, rất nhiều lần họ đã gửi những tâm tư, nguyện vọng cũng như kiến nghị của mình đến công đoàn và lãnh đạo công ty, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Đáng lý là những cuộc thành công này, đình công này là không thể nào xảy ra. Nếu như công đoàn, nhân sự, nếu như mà biết tâm tư và đáp ứng cái nguyện vọng của chị em để thỏa thuận với doanh nghiệp thì đã không xảy ra rồi. Nhưng mà họ không bao giờ lên tiếng và cũng không bao giờ đứng về phía anh chị em chúng em. Tức nước vỡ bờ, từ ngày hôm qua mùng 3 tháng 10, hàng ngàn công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Magic Vinh đã đình công đòi quyền lợi. Đến tận 10 giờ sáng nay, Ban giám đốc công ty phối hợp với Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam đã tổ chức đối thoại với công nhân. Sau thời gian đối thoại, về phía công ty và người lao động đã thống nhất được 13 vấn đề như tăng tiền ăn từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng một suất, sửa chữa nhà vệ sinh. Tuy nhiên, vấn đề khiến nhiều công nhân bức xúc là định mức làm việc của công nhân quá cao, lương thưởng không tương xứng thì hai bên vẫn chưa thể có tiếng nói chung. Thì 13 vấn đề được lập biên bản và trao đổi với công nhân để công nhân thỏa thuận cái biên bản đó. Thế nhưng mà quá cái tình hình chiều nay thì đã có một số công nhân là đồng ý với cái thỏa thuận đó và đã vào làm việc. Còn một số công nhân không đồng tình thì họ không đồng tình ở cái vấn đề là định mức lao động. Họ cho rằng là quả cáo. Đây không phải là lần đầu tiên công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Magic Vinh đình công. Trước đó vào các năm 2009 và 2012 cũng đã từng diễn ra cuộc đình công của hàng ngàn công nhân.